anh em, tôi lại gặp lại anh em trong video mới nhất của mình. Ngày hôm nay thì Lam sẽ truyền tải đến anh em một video mà tôi trong quá trình chơi rất nhiều năm của tôi thì chưa ai làm và cũng chưa ai có đủ kinh nghiệm để có thể chơi, sưu tập và để có thể đủ kiến thức để gửi tới tất cả anh em về lĩnh vực này. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới anh em một số thứ mà lâu nay chúng ta có khi là chúng ta không để ý hoặc là chúng ta chưa tiếp xúc nhiều, chưa nhiều tới mức độ để có thể đưa ra kết luận chính xác. Thì ngày hôm nay tôi sẽ là người đưa ra cho các bạn về cái luận điểm này. Cái điều đầu tiên đó là khái niệm về tem voi. Đây, tem voi đây. Anh em nhìn nhá, tem voi là cái tem ở dưới này. Tem voi là cái tem nó chặt quá, tôi không thể lật để xem nào. Đây, tem voi đây. Đây là cái tem khi mà lật cái bottom này lên. Đối với một số máy ấy, thì nó nằm ở cái khu vực này. Ví dụ Porsche Design nó nằm ở đây. Nó nằm ở đây. Đây. 99 nó nằm ở dưới. Đối với 9000 thì nó nằm ở cái khu vực này. Đây. Cái 9000 trắng nó cũng vậy. Vậy thì qua cái video này tôi muốn nói điều gì? Cái điều thứ nhất đó là tem voi nó là một cái thứ, là một cái loại tem để có thể nói cho chúng ta biết là cái máy này nó bị đục ra hay chưa. Đây, các bạn có thể nhìn rõ để tôi zoom vào cho các bạn thấy. Tôi zoom vào cho các bạn thấy. Anh em thấy không? Rồi, đây là một. Đây là chiếc Docomo tôi ship về. Tôi là cái người ship những cái máy này đầu tiên về Việt Nam. Đó, lái thì lấy hàng của tôi bán. Đây, anh em có thể nhìn tiếp theo này. Đây cũng là một cái tem voi. Rồi, các bạn có thấy điều gì đặc biệt không ạ? Cái tem voi nó bị lệch, đúng không? Anh em nhìn này, tôi zoom vào cho anh em thấy. Đây, cái tem voi nó bị lệch. Đó. Thì ví dụ như có 1000 chiếc thì theo cái cá nhân tôi sưu tập tôi bán, kể cả những con full box cũng vậy, thì nó sẽ có khoảng tầm 100 chiếc email của nó rất là ngay ngắn, và một số còn lại tem email của nó sẽ dẫn hơi lệch đi một chút. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là có rất nhiều bạn bảo là vậy cái tem email lệch, cái tem voi lệch nó có phải là hàng giả, hàng nhái hay không? Thì điều này tôi khẳng định là tem email, cái tem voi mà nó bị lệch không phải là hàng giả. Tại vì đây là những cái máy mà tôi đã xài rồi này. Khi các bạn xài á, nó sẽ bị nóng. Nó sẽ bị nóng. Thì ở dưới đây nó có một cái lớp keo. Thì cái tem này này, cái tem này cho dù các bạn có mua máy full box thì các bạn xài một thời gian, cái tem nó cũng bị lệch ra. Đó là cái đầu tiên mà tôi chia sẻ và các bạn không nhầm lẫn cái vấn đề này đối với những cái máy dựng nhá. Điều đầu tiên. Điều thứ hai là mọi người lại tiếp tục chia sẻ là như thế này. Những cái máy mà nó bị trục trặc về đây. Tôi kể về cái chi tiết là như này. Đây, các bạn thấy không? Các bạn có nghe cái tiếng gì không đây? Đó. Thì có rất là nhiều người từ xưa đến bây giờ dùng cái con 9000 này này thì hầu hết nhá. Thì tôi đều phải dán một cái lớp vào đây để cho nó chặt hơn. Các bạn chơi 87 hoặc là 87 hoặc là 9000 đấy, các bạn đều phải chêm một chút xíu vào đây. Thì cũng có rất là nhiều người hỏi tôi là vậy thì chêm vào như vậy thì máy zin hay là máy không zin? Thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn này. Bản chất ấy, các bạn quan sát kỹ cái con 9000 này. Cái con 9000 nó được cấu tạo bằng nhựa, đúng không? Tất cả những cái phần này bằng nhựa. Gần như là tất cả là bằng nhựa hết. Thì qua cái quá trình mà thời gian để lâu á, qua cái quá trình thời gian để lâu thì nó sẽ nhựa nó giãn nở ra. Thì suy ra các bạn để như thế này này, 1000 con thì chắc cũng chỉ có hên xui khoảng tầm chục con là nó sẽ chặt 100%. Còn lại thì nó vẫn có một cái độ dơ nhất định, một cái độ dơ nhất định của nó. Nên là các bạn cũng không cần quá bận tâm về cái vấn đề là phải là như thế nào, zin hay là không zin. Kể cả các bạn có dùng mấy cái con Trung Quốc chặt thì nó vẫn cứ chặt như bình thường, không sao cả. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề về máy 9009. Vấn đề về máy 9009. Thì đối với cái máy 9009 á, cũng chia sẻ với các bạn y hệt như vậy. Khi các bạn lật cái phần này lên này thì nó sẽ có một cái loại là gọi là tem voi. Thì nóng lên nó cũng sẽ chạy cái vị trí của cái tem này đi. Nên là các bạn cũng không cần quá bận tâm về cái vấn đề là tem voi hay là bị lệch hay là không lệch. Mà cái vấn đề các bạn quan sát á, là các bạn phải quan sát xem cái vị trí dán tem voi và tem voi nó có dễ bong hay không.
Nếu bây giờ mà cái tem voi nó rất là dễ bong theo cái kiểu bạn 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 chỉ cần hà hơi, bạn vẩy tay một cái nó bay đi cái tem voi, thì cái tem voi đó nó là những cái tem mà thương gia Việt Nam hoặc thương gia Trung Quốc họ dán lại. À vậy thì các bạn sẽ hỏi tôi tiếp một cái câu nữa là vậy thì tem voi nó có những cái trường hợp mà nó bong không? Có chứ, các bạn để lâu, các bạn để quá lâu, các bạn để lâu đến cái mức độ mà những cái máy mà ví dụ như rất là mỏng manh như những cái chiếc máy mà tem voi nó để ở ngoài á, giống như cái kiểu như này chẳng hạn, cái tem này gọi là tem voi để ở ngoài này, cái này, này gọi là tem voi để ở ngoài, 99 thì tem voi để ở trong dưới bát tâm, cái tem voi để ở ngoài này này, thì các bạn hoạt động lâu á, các bạn dùng máy lâu thì cái lớp keo ở đây này, nó do nhiệt độ của máy, nhiệt độ của môi trường nó sẽ bị cái tình trạng nó khô cái lớp keo ở đây đi, thì nó sẽ có những cái trường hợp mà nó bong ra. Nhưng mà cái trường hợp này thì nó chắc nó cũng ít thôi, tại vì cũng không có, tôi nghĩ là chắc cũng ít có ông nào mà dùng cái máy này mà tuốt 2007 hay là 8 tới bây giờ, ví dụ như từ 2009 chứ, từ đến bây giờ. Thì đó là một số cái chia sẻ mà các bạn cần phải lưu ý một chút xíu thì các bạn sẽ biết được những cái mà nó rất là nhỏ thôi. Còn đối tôi thì tôi vẫn giữ nguyên cái quan điểm là đã chơi hàng chất là không cần clear gì hết, không có clear email rồi in lại email gì cả, những cái loại đó là không chơi. Còn tuy nhiên là tôi đang nói về vấn đề người chơi nhé, còn cái vấn đề mà các bạn sử dụng và các bạn có quyền mua cái này cái khác đó là quyền của các bạn. Rồi, đó là những cái kiến thức mà Lam muốn truyền tải tới anh em có thể để ý hơn trong cái quá trình mua hàng và chơi sưu tập của mình. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ Facebook Hà Vĩnh Lam, Hà Trọng Chiến của tôi vừa mới lập, và cái số điện thoại liên hệ là 0997182999. Tôi sẽ giải đáp cho các bạn về tất cả mọi dòng BlackBerry. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.